biết sửa sai, biết ăn năn sám hối trong thời kỳ này sẽ còn được bề trên tha thứ cho, còn không nữa thì Đức Mẹ Thiên Nhiên sẽ nối dẫn lôi đình, lúc đó chẳng xíu sẽ bắt đầu xảy ra. Ai tin về bề trên đâu mà biết đúng đường để mà đi. Nói ra những điều không tốt đó là vậy, còn mình làm những điều thiện nguyện, mình giúp đời giúp người, lúc nào cũng có cái tâm từ bi, lúc nào sống thì sống bằng cái tâm của mình, thì bao giờ mình cũng phải suy nghĩ cái đúng cái sai, cái tốt đẹp ra sao. Chính vì như vậy mới có cuộc sống tốt đẹp, mới có sự sống, mới có tình yêu thương. Chứ sống mà theo kiểu ganh ghét, đố kỵ hại người chỉ là làm cho đau khổ thêm mà thôi, chứ làm gì có sự sống mà có tình yêu thương đâu ra mà có sự sống. Đó giờ là chị đã từng thấy mẹ Quan Âm mà chị còn thấy vị Bồ Tát nào hay là vị thần nào không chị? Từ khi mà gặp nạn, nhìn thấy được mẹ Quan Âm, nhìn thấy được Chúa Giêsu. Nhìn thấy Chúa Giêsu luôn. Nhìn thấy Chúa Giêsu. Có thấy Đức Mẹ luôn không chị? Nhìn thấy được Phật luôn. Phật đó là gì nào? Phật Thích Ca. Phật Thích Ca. Nhìn thấy được mọi thứ và nhìn thấy được bề trên và nhìn thấy được cửa thiên đàng mở ra luôn đó. Dạ. Bởi vì ta nhìn thấy không phải từ ở đâu xa, mà ta nhìn thấy ở trong con mắt thứ ba, biết trước tương lai, biết trước sự thật này. Lời nói nói những lời lẽ này cho bà con biết được điều này, bởi vì sắp sửa rồi, ai mà nghe được ta mà tin vào ta thì hãy quay đầu là bờ, hãy biết ăn năn sám hối, đừng có làm những điều ác nhân hay thất đức nữa, đừng có làm những điều mà mấy lâu nay mình đã từng xúc phạm hay mình làm cái gì đó, thì hãy quay đầu lại hết đi. Sống một cuộc sống chân chính, quay đầu lại hết, biết sống thánh thiện, biết sửa sai, biết ăn năn sám hối trong thời kỳ này sẽ còn được bề trên tha thứ cho, còn không nữa thì Đức Mẹ Thiên Nhiên sẽ nối dẫn lôi đình, lúc đó chậm xíu sẽ bắt đầu xảy ra. Dịch bệnh chỉ mới khởi đầu đây thôi mà, vậy mà con người còn không tỉnh ngộ ra nữa. Cái đó là cái dịch bệnh như là báo tin cho bà con biết là thức tỉnh đó chị. Đúng rồi, dịch bệnh chỉ là cảnh cáo từ bước đầu tiên thôi, để giúp cho con người chấn chỉnh lại, quay đầu lại hết. Đừng có sống theo kiểu cách của một con quỷ Satan như vậy, không có tốt đâu. Con người có hai mặt, mặt tốt mặt xấu, nhưng mà mình toàn làm mặt xấu không thôi. Cái đó là chứ cũng vì đồng tiền ha. Vì đồng tiền, nghĩ đồng tiền nhiều quá, đồng ra biết gì hết, không cảm nhận được mọi thứ, mất hết lý trí, mất cả trí khôn, bởi vì con quỷ nó xâm chiếm luôn cái bộ não luôn rồi, đâu có cảm nhận được gì đâu. Em có nghe người ta, cũng nhiều người cũng nói là thí dụ như các vị thầy đi, hay là các vị sư cứu dân độ thế, được bề trên mà nhà truyền điển xuống, hoặc là chọn cái xác đó để cứu dân độ thế, là cái xác phàm là không được nhận ngân, đúng không chị? Nhận tiền á? Không phải là không nhận tiền, mình làm những công việc tích đức, chỉ là sống không cần nghĩ tới tiền tài danh vọng, tự khắc tiền nó đem tới cho mình. Thí dụ như mà có tiền mà mình làm những công việc thiện nguyện, hay là mình có tiền ai mà giúp đỡ mình lấy tiền đó mà mình giúp đỡ người khác đó. À vậy đấy ha. Mình càng làm vậy thì mình càng có phước đức trời sâu hơn. Còn nếu mà mình nhận là mình để của riêng đó, đó là sai đúng không chị? Mình nhận không phải là mình để của riêng. Thí dụ như là mình ai cho thì
mình cứ nhận, nhưng mà mình nhận đó là cái phước đức của người ta cho mình, là mình cũng là người đó rồi, tạo phước rồi đó. Tại vì mình làm, mình đi làm những công việc giúp người mà. Cho nên mình nhận vẫn bình thường, mình nhận là mình giống như là mình người đó đã nhận phước của mình. Đó là vậy. Còn những ai á làm có tiền mà dư giả trong thời kỳ dịch bệnh này mà không chịu lấy tiền đó mà đi lo dân chúng, những người mà đang có hoàn cảnh khó khăn, đang bị dịch bệnh mà không làm ăn được á, mà cứ mãi mê đi khoe tiền tài danh vọng, khoe trên cái mạng xã hội để rồi á cái xã hội cái loạn lạc cả lên. Vì tiền quá ai cũng cái nghĩ là có đồng tiền là sẽ đúng hay sao, mà trong khi con người hiện tại bây giờ đang nghèo khổ bởi vì dịch bệnh tràn lan như thế này, những người giàu có người ta có tiền thì người ta tích lũy, người ta lấy cái tiền đó người ta làm thiện nguyện thì ắt sẽ có hưởng phúc đời sau. Còn mà cứ ta ra vẻ ta đây có tiền tài danh vọng mà là luôn muốn lúc nào cũng nói ai được thì nói đâu, cứ bôi nhọ danh dự người ta ra rồi lôi người ta ra rồi sống theo cái kiểu cách của một con quỷ như vậy thì làm gì mà có sự sống. Mà con người hiện tại bây giờ là sống như vậy không đó, cứ ỷ mình có tiền là mình muốn làm gì được mình làm, mình có thể chửi ai mắng ai cũng được, nhưng đồng tiền đó sẽ mình chết đi mình đâu có được cái gì, đồng tiền chỉ là giấy mà thôi, rồi nó kéo các ngươi đi xuống âm ti địa phủ, rồi lúc đó mới cảm nhận được tình yêu thương mà các ngươi không còn cảm nhận khi ở trần gian này. Ở trần gian này các ngươi mê lòng về tiền tài quá mà không hiểu được rằng là cái tiền đó là sức mạnh của con quỷ nó kéo các ngươi đi xuống hết, nghe theo quỷ mà đâu còn cảm nhận được tình yêu thương là gì đâu. Cuộc sống này sắp con người đang cặn kề với cái chết, không ai hiểu được điều đó. Chết rồi cũng phải chết, đâu phải là hết. Chết rồi mình phải trả nữa. Những ai tội lỗi kiếp này phải trả hết. Được bề trên che chở thì được bề trên đẩy lên. Còn những ai mà nghe theo quỷ quá thì con quỷ kéo đi hết, quỷ kéo xuống dưới âm phủ, lúc đó mới cảm nhận được. Bởi vì những người như vậy bề trên đâu có che chở được cho ai. Mình ngồi như vậy là khoảng bao lâu mình mới nghỉ ngồi chị? Nãy hồi nãy giờ khi mà em trò chuyện với chị là nãy giờ cũng khá là lâu rồi, thấy chị lâu là ngồi thì từ 8-9 giờ cho đến tầm 3-4 giờ chiều. Ngồi từ 8-9 giờ mà ngồi tới 3-4 giờ chiều mà ngồi vậy hoài luôn hả? Trời đất ơi, ngồi như vậy rồi cái da sao chịu nổi? Không sao cả, tại vì mang cái thân xác phàm này cho dù xung quanh người ta có cho mình là kẻ thấp hèn đi chăng nữa thì chỉ cần mình sống theo đúng cái lương tâm của mình là được rồi. Ai nói mình sao cũng được hết chị. Mặc kệ. Còn quan trọng là mình phải làm cái gì đó cho nhanh chóng để rồi mọi người có cảm nhận được. Còn bây giờ mình không làm điều này, mình tại vì ai rồi cũng phải chết đi mà. Cái thân xác này đâu có tồn tại với mình đâu. Ai rồi cũng phải chết đi hết, nhưng mà quan trọng là mình phải làm sao cho nhanh chóng để rồi cái tâm mình không có đau đớn ở trần gian này nữa. Chứ mình thấy xã hội bây giờ loạn lên rồi, còn đâu nữa. Cái tâm lúc nào cũng không yên ổn hết, tâm lúc nào cũng cảm nhận được và cảm thấy đau đớn lắm.
bình thường cái thân xác này á, có đau như thế nào mình không có nghĩ tới, nhưng mà nghĩ tới cái trái tim, cái tâm của mình á. Tại vì á, ai rồi cũng muốn, ai gì rồi cũng cần cái tình yêu thương mà. Nhưng mà cái xã hội này đâu có tình yêu thương đâu. Đi đâu hay là cái bất cứ một cái gì đều cảm nhận được hết mà. Rồi lúc đó là khi mà chị bị bệnh, năm nay đúng 3 năm không chị? Thì mình bị bệnh đó là người thân ở trong gia đình này kia rồi người ta có nói là mình bị đôi khi gì không chị? người ta có thị nghị, người ta nói những điều khó nghe. Đôi khi có phần cũng là có nói những điều không có những điều xúc phạm, làm những cái điều không có đúng với lương tâm. Nhưng mà một khi đã quyết tâm rồi thì không có ai cản được cả. Rất là nhiều người bị khiến bởi vì nghĩ đâu có ai tin về bề trên đâu mà biết đúng đường để mà đi. Chính vì như vậy những người mà tu hành họ khổ sở như vậy đây. Những người tu hành người ta khổ sở là bởi vì sao? Bởi vì họ có làm điều tốt đẹp đi chăng nữa thì xung quanh đâu có ai cảm nhận được. Họ đang che chắn cho những ai đang bị hãm hại, mà những ai đang bị là nó cướp đi linh hồn luôn mà. Họ đang che chắn, họ đang cứu vớt tất cả các linh hồn ở nơi đây. Vậy mà có ai hiểu cái cảm nhận đâu. Cứ mãi mê đi làm kiếm tiền nó có cảm nhận được gì. Thậm chí rồi còn cho là khùng điên và tâm thần nữa mà. Thường thường là mấy người mà bị bệnh cũng đại khái như chị là thường thường là người ta nói là bị khùng, bị điên không á chị? Đúng rồi. Tại vì họ xúc phạm đó. Hiện tại bây giờ họ đang xúc phạm đó. Mỗi lần đi đâu hay gì á, cứ cho là bị khùng, bị điên thì cứ cho là vậy đi. Tại vì á, đã nói rồi, Chúa rất là từ bi nhân hậu và sẽ tha thứ, bởi vì nếu mà ai mà biết quay đầu lại thôi. Đừng đợi đến khi mà chậm trễ. Nước mắt là Chúa và máu đã tuôn trào trong trái tim rồi, phải phát thật vui Chúa mỗi ngày cho đến tận thế mà, đâu có sao đâu. Đau đớn như vậy đâu có sao đâu, tại vì đang phát thập giá của Chúa mà. Đang nói chung á, làm những điều như thế này cảm thấy vui lắm. Ở đó là mình thấy được mẹ Quan Âm, Phật Thích Ca, Chúa Giêsu. Nói chung là lúc bị nạn về trên Gia Lai là đã gặp được Chúa Giêsu và được nhìn thấy mẹ Maria khóc. Rồi được nhìn thấy Chúa khóc ở trên tượng và nhìn thấy khóc luôn ạ. Viết một cuốn nhật ký khi mà đi đi về xuống dưới đây. Từ lúc mà mình về xuống dưới đây là không có lâu rồi chị. Người cảm nhận được hả? Từ lúc mà mình về xuống An Giang ở miền Tây là không có lâu. Gần hơn 1 năm hả? Gần 5 rồi. Dạ. Gần năm thôi. Dạ. Là tới cái khi nào mà cái duyên nào mà mình thấy được mẹ Quan Thế Âm chị? Tới cái duyên á là từ năm ngoái. Từ là... năm ngoái là hồi còn ở đây mà chưa về Gia Lai đó. Dạ. Là năm ngoái đã gặp mẹ Quan Thế Âm. Là cái đó là lúc đó trong cái trường hợp nào chị? Mình đang ngủ hay sao? Không phải, lúc đó là bị khiến ra ngoài tháp kia kìa. Thác ở trên núi này luôn hả? Đó, tháp ngay trước mặt mẹ đó. À, tháp chỗ xá lợi đấy hả? Đúng rồi, tháp đó là ra ngoài đó thắp nến.